À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em lên một số món nữa để cho tất cả các bác tranh thủ chơi cái dịp Tết này, để được săn được những cái cặp dây loa, dây nguồn, dây tín hiệu giá gọi là tốt nhất có thể cho tất cả các bác nha. Rồi, thì trước tiên thì đây cái sợi này thì nó không phải là hàng tồn kho mà sợi này là của một bác khách. Bác nhờ bên em nâng cấp nha. Đấy, thì bác có nâng cấp thì bác nhờ bên em bán này. Giá cũng rất là tốt. Nó là dòng dây nguồn của Chambaran, đây các bác nhìn ra. Nó là một sợi dây nguồn Chambaran rẻ phân đường copper này. Hàng có made in USA, thì dây này bác đã qua sử dụng cũng khá là lâu rồi, bác xài được khoảng 2 năm rồi. Khá lâu rồi đấy. Thì ngày hôm nay thì hôm qua thì bác cầm ra thì em không có quay được, thì hôm nay cũng tranh thủ đấy lên luôn cho tất cả các bác đây. Đấy, dây này thì nó có chiều dài là 1,5 m. Lõi của nó là lõi đồng, nguyên chất chống oxy hóa và là lõi 6.0 ly nha. Đấy, lõi 6.0 ly rất là to. Và đầu rắc của nó thì sử dụng là những bộ đầu rắc carbon như thế này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, khách xài khoảng 2 năm rồi mà đầu rắc nó còn được đẹp như thế này, các bác nhìn chưa? Rất là đẹp nha. Đây, các bác nhìn này, chân rắc của nó này. Đây, các bác nhìn chưa? Đấy, em quay kỹ cái chân rắc các bác xem này. Đấy, chân rắc đực này. Đấy, còn đây là đầu cái này. Rất là đẹp luôn. Dây nguồn của dòng Chambaran này thì gọi là siêu mềm dẻo rồi. Đấy, dạ này thì rất là mềm dẻo nha. Đó. Và bác này thì bác đang nhờ bên em bán hộ giá cũng tốt thôi, nó chỉ có 3.200.000 một sợi nha. Đấy. 3.200.000 một sợi cho các bác này. Dây rất là mềm dẻo luôn. Một sợi duy nhất nha các bác, không có sợi thứ hai đâu ạ. Tại vì dòng này thì ngày trước bác lấy giá cũng khá cao, cái thời điểm mà lúc mà bên em về ấy, cái đợt đầu mà dây mới, dây đẹp của nó ấy, nó rơi khoảng tầm trên 7 triệu xíu. Đó. Còn bây giờ thì bên em về thì giá nó tốt hơn, nó 6.9 triệu. Đó. Còn cái sợi cũ như này thì cái mức giá như này thì các bác có thể lấy về. Đó. Thì có gọi là cực kỳ là giá tốt rồi. Đấy. Các bác nhìn nha, một sợi duy nhất nha. Rồi, và kia đến thì em có dọn kho ra còn được một sợi dây nguồn lin của Anh Quốc như này. Dòng này thì nó có chiều dài là 1,8 m nha các bác nhìn nha. Dài 1,8 m. Và cái dòng này của nó là đầu rắc và thân dây của nó là tất cả đều là đầu đúc nguyên bản hết nha. Tức là thân dây và đầu rắc của nó là hàng đúc liền 100%. Và nó là dòng dây nguồn lin. Đây các bác nhìn chưa? Nó là dòng dây nguồn lin. Đấy, hàng made in England này, các bác nhìn chưa? Tức là made in của Anh. Đó, dây là dây bài Anh rất là cao cấp, cực kỳ là xịn sò này. Sợi này trước thì giá cũng phải rơi 3.7 triệu, 3.8 triệu. Đấy, thì sợi này hôm nay em còn một sợi thì bán cho các bác 3 triệu nha. Một sợi duy nhất, một sợi này và một sợi này. Đấy, bà lấy thì alo cho em. Rồi, kế đến thì nó là dòng dây tín hiệu lọt đót. Đây, cái sợi này thì nó là hàng mà chất lượng cao rồi. Hàng này thì các bác đánh giá cực kỳ là hay này. Đấy, đây trên tay em đang cầm đây, các bác nhìn ra. Sợi dây tín hiệu lọt đót. Đấy, hàng của Medi Nora này. Đấy, các bác có thể thấy được cái thân dây của nó đây. Thân dây thằng này thì nó đều là những sợi dây bạc. Đây, các bác nhìn ra. Và nó có những vết vằn như thế này, để các bác nhìn chưa? Nó là những cái sợi chống nhiễu, sợi tiêu nhiễu của hãng người ta sản xuất ra nha. Và đầu rắc của nó thì nó sẽ sử dụng là những bộ đầu rắc carbon của WBT như thế này. Nó là dòng đầu rắc 0102AG. Đấy. Và khi các bác đã được sở hữu những cái đầu rắc như thế này nha. Đấy, em đảm bảo các bác là các bác muốn sử dụng đầu rắc khác cũng khó. Tại vì sao? Bởi vì cái dòng này, cái chất lượng, cái đường truyền tín hiệu của nó đã tốt rồi. Cái thứ hai nữa là cái độ chống oxy hóa của nó thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Các bác sử dụng qua 5 tháng, 1 năm, 2 năm nó không bị oxy hóa được, rất là cao cấp nha. Đấy. Một sợi như này. Đấy, sợi này thì giá bên em bán các bác rất là tốt nha. Đấy, thì để em nói thì nếu mà qua Tết thì vậy thì giá nó sẽ cao hơn, còn đợt Tết này thì em đang bán các bác mức giá là giá này là giá để cho tất cả các bác gọi là chơi, gọi là săn sale. Đấy, cái dịp cuối năm nó chỉ có 2.200.000 thôi. Đấy, còn 1,5 m của nó là 2.800.000. Đấy, thì bác là nhanh tay thì sở hữu nha. Cái này em không có nhiều. Đấy, rất là số lượng, nó rất là có hạn. Đấy, các bác nhìn được. Đấy, một sợi cặp của nó đây. Rất là đẹp. Rồi. Cái đến thì em còn một cặp dây loa. Đây. Đấy, một cặp dây loa của Chambaran. Các bác nhìn ra. Cái sợi này của nó thì em lục ra thì cũng không biết, ngày xưa em nhớ em giao hết cho thợ rồi, mà hôm nay em lục ra làm sao còn được một bộ này. Đấy, còn được một bộ như này nha. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem này. Em cầm nguyên cặp đây. Đấy, nguyên một cặp dây loa, các bác nhìn được, rất là cao cấp này. Mỗi vế của nó thì dài 2,5 m, dây cực kỳ là mềm dẻo nha. Rất là mềm dẻo các bác ạ. Đấy. Các bác nhìn này.
này, nó là dòng dây ngô loa này, coi như đấy, nó là dòng dây loa của Chambaran đó, và model của nó cũng là dòng rè Faden Copper như này, hàng của Made in USA đấy. Đầu rắc của nó đây, sử dụng là tất cả đều là những bộ đầu rắc bắp chuối như này nha, các bạn nhìn chưa đấy, 100% đều là sử dụng bắp chuối. Và cái cặp này thì thôi thì cũng không có gì giới thiệu quá là nhiều đâu. Về cặp này á, đợt trước thì em bán các bác ra là 2,8 triệu phải không? Đấy, thì hôm nay em chỉ có bán cho các bác mức giá là 2 triệu đồng thôi nha. 2 triệu đồng và em chỉ có một cặp đầu rắc bắp chuối hết. Đó. Giá cực kỳ là tốt rồi. Như bác nào thích tiếng bát hay, bát sâu mềm mại, trung âm tốt thì các bác lên tham khảo với cái dòng dây loa Chambaran như này, cực kỳ là hay ấy nhá. 2 triệu. Một cặp duy nhất nha. Rồi. Kế đến là một cặp dây loa Audio Mega của Pháp. Dòng này thì nó là dòng đời thấp. Dây thì này thì đầy đủ hộp cho tất cả bác này. Đấy. Thân dây của nó cũng rất là nhỏ gọn như này, các bác nhìn nhá. Đó, rất là nhỏ gọn thôi. Và lõi dây của nó cũng không có quá gì là gọi là quá là to. Đấy, các bác nhìn này. Đó, nó là dòng dây loa Audio Mega. Và đặc điểm yêu thích nhất ở cái cặp dây loa này đó chính là những cái bộ đầu rắc bắp chuối của nó. Nó tất cả của nó thì đều được mạ những lớp vàng công nghiệp 24K, các bác nhìn thể nhìn thấy này. Nó rất là bóng, nó rất là sáng nha. Các bác nhìn không? Cực kỳ là tuyệt vời. Dây loa Audio Mega, đầu rắc là đầu rắc Audio Mega của hãng luôn. Đấy, lõi dây của nó là lõi 2.0 đi. Thì cái dàn âm thanh nhà bác nào đấy đang tầm tiền thì các bác có thể chơi được cái dòng dây loa như thế này. Đấy, với một cái phân khúc nó chỉ có 1.500.000 một cặp thôi. Nó rất là tầm tiền nha. Đấy, 1.500.000 một cặp. Đây em quay các bác xem này. Đó. Audio Mega này, các bác nhìn chưa? Đấy. Dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như này. Các bác cắm làm sao cho nó đúng điều hướng mũi tên từ âm ly ra loa nha. Mỗi vế 2,5m và cặp này thì em bán giá rất là tốt rồi, 1.500.000 và em bao giá toàn quốc cho tất cả các bác luôn nha. Đấy, bởi vì những cái giá mà bên shop em đang bán các bác như này là những cái giá cuối năm rất là ưu đãi rồi, cực kỳ là giá rất là tốt. Có nhìn ra. Bởi vì mình làm ăn có lời có lãi hay không thì không quan trọng, nhưng mà đến cái thời điểm cuối năm thì bao giờ cũng vậy thôi. Bên em sẽ gọi là dành ra một 10 ngày em tất cả các sản phẩm em quay lên đều giảm giá, đều bán giá rất là tốt cho tất cả các bác. Và cái giá này đấy, các bác có thể lúc bác học còn thì có thể đem qua Tết, nếu mà còn thì các bác hỏi thì bên em còn thì vẫn bán cho các bác mức giá như này nha. Đấy, thì các bác lưu ý dây thì đầy đủ hộp như này đây. Đó, một bộ này. Rồi, tiếp đến thì cái bộ này nó thì nó là hàng cao cấp hơn. Thì cái bộ này đây là hôm biết làm sao đây này. Nó bị méo móp cái hộp này. Đấy, đây thì nó rách một chút này. Đấy, các bác nhìn nhá. Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng gì cái bên trong của dây. Đấy, thì em nói luôn cái tình trạng hộp của nó như vậy. Và dây thì bên em về thì nó cũng đầy đủ bao bì như này nha. Dây này thì nó cũng là dòng dây loa Audio Mega của Pháp, nhưng dòng này thì nó là dòng đời cao hơn. Đấy, và lõi dây của nó thì nó sẽ sử dụng là những sợi dây đơn lẻ như này đây. Em quay các bác. Dây của nó là sẽ gồm 4 sợi đơn lẻ như này. Đấy. 4 sợi đơn lẻ như này nha các bác. Các bác nhìn ra. Đấy. Lõi dây của nó này, các bác nhìn ra. Mỗi một sợi như này thì nó sẽ là một cái lõi dây. Đấy, và cái lõi dây của nó thằng này là lõi lên đến 8.0 ly. Nó sử dụng nó là những bộ dây loa Audio Mega này. Đấy, các bác nhìn ra, những bộ dây loa Audio Mega và sử dụng của nó là những bộ đầu rắc bắp chuối mạ carbon như này. Đấy, của hãng. Đấy, các bác nhìn ra, trên đầu rắc của nó này nó đều có này. Đó, Audio Mega này các bác nhìn ra. Và này là những bộ đầu rắc carbon chống oxy hóa rất là tốt nha. Đó. Mỗi vế của nó là 2,5m. Thì cái bộ này thì em đang bán với giá thì cũng rất là tốt thôi nha. Giá cực kỳ là tốt. Đó, các bác nhìn ra. Một cặp như này thì mỗi vế là 2,5m và giá thì em đang bán các bác nó chỉ còn 3,2 triệu, nhưng mà đợt trước về là nó giá là 3,9 triệu á. Thì hôm nay em còn thì em bán được các bác mức giá 3,2 triệu, so cái hộp đó hơi dập chút thôi. Nhưng mà nó không ảnh hưởng cái gì nha. Thì dây này thì gọi là chưa cắm rút, chưa qua sử dụng gì. Nên bác là có nhu cầu có thể alo trực tiếp cho em Huy Cường Audio. Đấy, qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác. Rồi, thì sau cùng em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.